Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng sớm nay 15 tháng 10, ở khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to đến rất to, có nơi trên 170mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 190,6mm, Hòa Sơn, Đà Nẵng 269,6mm, Bình Phú, Quảng Nam 195mm. Tình trạng ngập úng vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Dự báo từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 cho đến 250mm, có nơi trên 400mm. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam từ 250 cho đến 450mm, có nơi trên 800mm. Ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 100mm, có nơi trên 150mm. Do mưa kéo dài nên từ nay đến ngày 18 tháng 10, trên các sông ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ ở các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên mức báo động 2. Các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam lên mức báo động 2 đến báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cấp 4, Quảng Nam cấp 3, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cấp 2, Hà Tĩnh, Bình Định cấp 1. Ngoài ra, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 30 cho đến 50mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm, người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, không khí lạnh tăng cường yếu nên trời chỉ chuyển nhiều mây hơn, mưa xuất hiện vài nơi, tập trung ven biển. Nhiệt độ vì thế duy trì mức thấp, như tại Hà Nội, ngày đêm dưới 29 độ, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại tỉnh Quảng Trị đã gây ngập một số ngầm tràn làm chia cắt giao thông tại các huyện miền núi Đắk Rông, Hướng Hóa. Ở vùng thấp trũng huyện Hải Lăng, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn bị ngập sâu. Mưa lớn khiến đường tuần tra biên giới Sa Trầm, xã Ba Nang đi Pa Linh, xã A Vao, huyện Đắk Rông bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường, gây chia cắt giao thông. Trên quốc lộ 15D đoạn qua huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, đất đá sạt lở trượt tràn ra mặt đường với khối lượng khoảng 250 mét khối. Ban Quản lý Bảo trì Giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường khắc phục tình trạng sạt lở trên quốc lộ 15D. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và sạt lở, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.